là bị nghiêm trọng là được hết. Như vậy các bạn nhìn từ dưới đặc án, các bạn thấy có tiếng bị nghiêm trọng là đánh vào nó luôn và cơn đau à, bị nghiêm trọng là đúng, bị nghiêm trọng là đúng á, được bài đánh đấu à. Câu 2, bị nghiêm trọng đánh vô số 1. Câu 3, bị nghiêm trọng đánh vô số 1. Câu 4, bị nghiêm trọng số 3. Câu 5, bị nghiêm trọng số 2. Câu 6 không có, không có nguyên đọc. Ô tô tham gia lần 1 phải bắt buộc có đủ bộ phần giảm thanh giảm khoái không? Tức là phải có cân ứng bố không? Đương nhiên là bắt buộc chứ. Bắt buộc. Sao không bắt buộc? Câu 7, xe quá tải, quá khổ giới hạn tham gia thông tuân thủ quy định nào? Xe quá khổ quá tải thì phải được cơ quan quản lý giao thông đường bộ, quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép. Năm ngay số 1. Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép xe quá khổ quá tải. Số 1 thôi nha. Câu 8, khi lùi xe người xe phải làm gì bảo đảm an toàn? Các bạn đọc câu lùi xe, các bạn có chỗ nào được lộ tái thì đánh dấu. Đúng rồi. Số 3. Số 3 được lộ tái thì đánh. Số 3. Câu 9, khi dừng đổ xe nên được phép trên đường phố, người điều khiển phương tiện và tuân theo quy định nào? Dừng đổ xe nên được phép trên đường phố. Hai câu dài lắm, phải không? Các bạn nhìn ở trên thấy có 030, ở dưới có 025. Mình gạch vào 025. 025 là sao? Khi bạn đậu xe, dừng xe thì bánh xe trong của bạn và lề đường là trong vòng 2 tấc rưỡi. 025 mét là 2 tấc rưỡi à, thì trong vòng 2 tấc rưỡi đổ lại thôi, không được quá 2 tấc rưỡi. Quá 2 tấc rưỡi thì bị phạt, không? Như vậy mình nhìn 030 và 05 mình đánh 05. Số 2. Xe kéo đồng bào câu 10, xe kéo đồng bào khi tham gia giao thông phải tuân thủ những điều nào ghi đây? 1, phải có tổng lượng lớn hơn tổng lượng lớn 1 là đúng. Tức là lấy thân lớn kéo thân nhỏ. Còn số 2 là tương đương là bỏ đi, bằng nhau cũng được, phải lấy lớn kéo nhỏ. Câu 11, người tham gia giao thông phải chấp hành quy tắc nào ghi đây? 1, phải đi bên trái. 2, phải đi bên phải. Đương nhiên mình diễn lại rồi. Vậy mấy câu này nhiều người đọc đà xong cái vị dài quá, đọc đà xong cái của tôi vừa chặt luôn. Đơn giản thôi, phải đi bên phải. Bởi vì mình và khoảng hơn 100 nước trên thế giới đi bên phải, có mấy chục nước đi bên trái à. Ví dụ như các bạn qua Thái Lan là đi bên trái, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Úc, New Zealand, nước Anh là gốc trái đúng không ạ? À, từ xuất phát từ nước Anh, một chuyến bên trái. À, và như vậy nhìn được họ đi bên trái thì tay lại họ nằm bên phải. Mình đi bên phải, tay lại mình nằm bên trái, bên ngoài. À, rồi bây giờ ai đi bên phải cũng đi bên phải, đi bên trái cũng đi bên trái. Mình xe mà tay lại nghịch đó, là tay xe tay lại bên phải thì không có đăng ký được Việt Nam. À, rồi bên phải hai. Câu 12, trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều, phương tiện bằng vạch kẻ không làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho đi thế nào là đúng? Bây giờ có nhiều làn đường thì mình chạy được mấy làn? Một làn. Một làn thôi. Câu 1 là không đi làn là bỏ. Câu 2 một làn, câu 3 một làn. Chọn câu dài. Chọn câu dài. Còn là dài. Dài là đầy đủ. Là chỉ chọn số 2 thôi nha. Câu 1 là công ty là bỏ rồi. Câu 13, ban đêm cơ giữa đi ngược chiều gặp nhau đèn tín sử dụng thế nào? Chuyển từ chuyển từ chuyển sang chuyển cực. Đúng rồi, xuống lên cốt.
14. Khi có tín hiệu xe ưu tiên, người tham gia không phải làm gì? Có tín hiệu xe ưu tiên thì các bạn làm hai việc. Các bạn nhìn vào số 3. Giảm tốc độ. Chính xác về đường đi. Tập về bên phải, nhường cho nó. Và không được gây cản trở xe ưu tiên. Thời 3, các bạn gạch chữ bên phải và không gây cản trở. Bên phải và không gây cản trở. Chỉ có số 3 có thôi. Số 2 thiếu, số 1 thiếu. Bên phải và không gây cản trở. Đó là khi gặp xe ưu tiên. Câu 15. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố được dừng đỗ xe trên đường xe điện, hoặc nước, điện hầm, điện thoại. Chỗ đang dành cho chữa cháy đèn nước, dừng đỗ được không? Không. Tiếp hoặc là không. Không được dừng đỗ xe. Số 2. 16. Người điều khiển mô tô bằng nhà máy có được phép sử dụng xe để kéo để xe khác, đương nhiên là không được phép. 17. Người ngồi trên mô tô hoặc bằng thằng máy khi tham gia giao thông có được mang vật vật công gần, đương nhiên là không được mang vật.